Chúng ta đang bước vào những ngày kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Diệm Chẩn, 26 tháng 3 1980, 26 tháng 3 2022. Diệm Chẩn là một phương pháp chữa bệnh mang tính đặc thù Việt Nam, với tên gọi đầy đủ là Diệm Chẩn và Điều khiển Liệu pháp. Đây là một phát minh y học của Việt Nam, do chính một người Việt Nam tìm ra, giáo sư, tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Phương pháp mang tính khoa học, đại chúng, kinh tế và an toàn. Với phương châm biến bệnh nhân thành thầy thuốc, Diệm Chẩn hiện nay đã phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Tiếc thay, ngay tại Việt Nam vẫn còn nhiều người hồ nghi vào phương pháp chữa bệnh này. Bản tính tự ti dân tộc là rào cản cho việc phát triển Diệm Chẩn ngay tại đất nước phát sinh ra nó. Tuy nhiên, với sức mạnh nội tại, chúng ta vẫn tin tưởng vào sự lớn mạnh trong tương lai của Diệm Chẩn. Chúng ta cũng đang bước vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của thầy tổ Bùi Quốc Châu. Thầy vẫn còn rất khỏe và thầy vẫn đang còn nhiều ý tưởng sáng tạo. Tâm ngôn Bùi Quốc Châu, linh hồn của Diệm Chẩn. Những trang sách vẫn đang tiếp tục dày lên. 3.000 hay 4.000 câu tâm ngôn. Cái đạo mà thầy truyền cho chúng ta sẽ được thắp sáng mãi. Mình nhớ câu tâm ngôn của thầy, câu 1668, một con số rất đẹp. Tâm hướng về đâu, nơi đó có ánh sáng. Mình lại học theo các bạn trong Diệm Chẩn online bói tâm ngôn. Kỷ niệm ngày thành lập Diệm Chẩn 26 tháng 3, mình chọn câu 263. Thật là tuyệt vời. Thầy viết rằng có một cách để thoát khỏi đau khổ, đó là làm vì người và làm cho người, tùy theo khả năng của mình mà không cần phải được báo đáp. Mình không muốn bình luận gì thêm, đã quá đầy đủ ý nghĩa của tinh thần Diệm Chẩn, phải không các bạn? Còn xin cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu, người đã giúp chúng con thoát khỏi nỗi ưu tư bệnh tật, đem đến sự hạnh phúc, sự tự tin và niềm tự hào dân tộc. Xin cảm ơn mọi điều đã giúp cho Diệm Chẩn lớn mạnh. Xin chúc ngày kỷ niệm thành công.